Xin chào tất cả các anh chị, có gì cho bác yêu hoa lan rừng trên cả nước nhé. Nên buổi sáng lên cho các anh chị một số vài mặt hàng như là hoàng nhạn, quế tím nha, bác chuẩn hàng rừng luôn. Em đến hình số 1 là đơn hoa quế tím này, 2 cây này, 3 cây này, 4 cây này, 5 cây này, 6 cây này, toàn cây to to nha các bác nha. Đó, bông nó rất mới tàn này. 6 cây, 7 cây, 8 cây, 9 cây, 10 cây và 11 cây, 11 cây quế tím to to như thế này. Đó, to to nhìn rất là đẹp. Về tưới nước thôi, cây này nó mùa này nó héo héo một xíu, về tưới nước là cây nó đẹp liền nhá. Trồng thì rất là đẹp, hoa cực kỳ thơm luôn. Có nó chốt hình quế này 100k này, đây là hình số 1 nha, cả chùm luôn. Đó, toàn cây to to này, hình số 1 quế này. Về ghép được rất là mấy giò luôn đấy các bác ơi. Giò quế rất là đẹp. Số 2 là hoàng nhạn rời kèm theo nguyên bản. Một cây này. Cây này thân rất là dài luôn. Thân dài thế này các bác trồng có thể kết ra cây con thoải mái. Cây thứ là cây số 1. Cây số 2 này. Cây số 3 này. Cây số 4 này. Và cây số 5 này. 5 cây nhạn rời nhá, rất là đẹp. Cây số 6 là nguyên bản lá mít luôn. Đó, đơn này là 6 cây, bắt đầu chốt đơn này em để giá là 130k nha. 130, đây là hình số 2 là hoàng nhạn. Hình số 3 hoàng nhạn rời, toàn cây đẹp không nha các bác nha. Đó, mưa mà phát là cây nó tươi tỉnh lại luôn á. 2 cây này, 3 cây này, 4 cây này, 5 cây này, 6 cây này, 8 cây này, 10 cây này, 11 cây nhạn rời, toàn cây đẹp luôn. Toàn cây đẹp luôn nha, 200k, toàn là cây đẹp luôn đó các bác ơi, về trồng rất là đẹp vip luôn. Đây là chốt hình số 3, hình số 4, hình số 4 là em có 2 cây rất là đẹp, một cây này đang có nụ rồi nhá. Có chưa ta? Cây này chưa thấy nụ này các bác này, cây này chưa thấy nụ, cây to như thế này chưa thấy nụ này, rụt rịt luôn, rất là đẹp. Lá bóng lên nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lá. Cái này chưa thấy độ về cái bác sổ mặt hoa nhá. 2 cây này, 2 cây rất là đẹp cặp này. Mới được chốt cặp này em để giá 200k cặp đẹp vip luôn. Cực kỳ đẹp luôn, như hàng thuần luôn. Hàng này là hàng rừng mới về luôn nhá. Đó, mưa một phát là cây đẹp liền luôn các bác nha. Mới chốt hình 4, hình 5 là hình cuối cùng nhá. Hình 5 là một cây này, lá mít lá dày luôn nhá. Rất là đẹp này. Lá dày này. Cái số 2 này. Đó, cây này đang nụ dài ra rồi, rất là đẹp. Bắt đầu chốt đơn này em để giá là 200k này. 200k 2 cây này nha, cực kỳ đẹp luôn nha các bác nha. Đó, phiên buổi sáng nay em có một số mặt hàng. Sáng trưa nay có một số mặt hàng đấy. Các bác nào mà chốt đơn nào thì cứ liên hệ qua số điện thoại của em nhé. Em xin chào toàn thể các bác, chúc các bác một ngày vui vẻ nha.